Các bạn có thể nhìn cái tốc độ khung hình của mình đây. Máy của mình đang là tốc độ tối đa là 60Hz nhé. Nếu mà bình thường cái máy nào mà dòng đời cao ấy nó sẽ hỗ trợ đến 120Hz. Thì các bạn di chuyển như thế này nhé, thì 60 này nó sẽ thay đổi các cái tốc độ này nhé. Ở đây mình tối đa mắc là 60 rồi thì nó sẽ không có thể thấp hơn. Xin chào tất cả các bạn nhé. Ở video tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone, các bạn có thể đo được cái tốc độ khung hình của điện thoại iPhone của các bạn. Tính năng này thì dùng Android, đặc biệt những dòng Android cao cấp thì các bạn đã có sẵn ở trên điện thoại iPhone, điện thoại Android đó rồi. Các bạn chỉ việc bật lên các bạn đo. Nhưng trên iPhone thì hiện tại chưa có tính năng đó, nhưng mình vẫn hướng dẫn cho các bạn. Rồi, đối với những cái dòng máy Android thì các bạn cũng có thể dễ dàng bật, nó có tính năng bật hiển thị cái tốc độ khung hình ở trên điện thoại Android rồi. Những cái dòng đời cao ấy thì sẽ có cái tính năng này. Thì ở trên điện thoại iPhone thì các bạn chưa có cái tính năng trực tiếp ở trên điện thoại. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể có một cái ứng dụng hỗ trợ. Các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng là CPU này. Đấy, CPU này, X này, đó, giống như này nhá. Rồi, sau khi các bạn tải cái ứng dụng này xong rồi ấy, thì các bạn hãy mở cho mình cái ứng dụng đó lên. Thì đây, đây chính là cái phần tổng quan của cái ứng dụng đó. Thì nó hiển thị rất là nhiều những cái thông số về những cái chiếc điện thoại của các bạn, ví dụ như là tên máy này, và bộ nhớ này, màn hình này, và chip các thứ đấy, rất nhiều nhá, camera này, dung lượng này, hệ điều hành này. Tuy nhiên thì để các bạn muốn đo được cái tốc độ khung hình của cái điện thoại của các bạn ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần di chuyển là phần chuẩn đoán này nhá. Đây, cái phần là cửa sổ nổi này, các bạn chọn một phần là cửa sổ nổi này. Thì mặc định của nó sẽ là hiển thị những cái thông số như thế này nhá. Thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái mũi tên bên cạnh này. Đó, thì đây chính là có cái phần hiển thị tốc độ khung hình nhá. Các bạn sẽ nhấn vào thì nó sẽ, các bạn muốn hiển thị phần nào này, ví dụ như giờ này, tốc độ khung hình này, và những cái tất cả những cái số thông số như kiểu tốc độ mạng này, CPU này, FPS này. Đó, thì các bạn sẽ chọn cho mình là tốc độ khung hình nhá. Rồi, rồi bây giờ thì các bạn sẽ quay trở về này. Đó, bây giờ nhá, các bạn sẽ chọn là bắt đầu này. Rồi các bạn sẽ trở về màn hình này. Đấy, thì khi mà các bạn chọn như thế này nhé, thì cái tốc độ khung hình của các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ không thay đổi nhé. Bởi vì tối đa là nó sẽ hiển thị là 60Hz nhé. Bởi vì khi mà các bạn để nguyên như này thì tốc độ nó vẫn hiển thị là 60Hz. Còn những cái máy đời cao thì sẽ có khung hình tối đa là 120Hz chẳng hạn. Đấy, thì các bạn sẽ không dùng một tác vụ gì thì nó sẽ hiển thị là 60Hz khi mà các bạn sẽ di chuyển nhé, đối với máy đời cao nhé. Các bạn nào có máy đời cao nhé thì các bạn hỗ trợ những cái dòng hỗ trợ 120Hz ấy, thì các bạn thử di chuyển đấy, vuốt những cái này nhá, thì cái tốc độ khung hình ở đây nó sẽ thay đổi nhá, nó sẽ thay đổi, ví dụ như max là 120 hoặc là nó sẽ thay đổi theo cái tác vụ của các bạn dùng nhá. Đó, các bạn thấy rất là hay nhá. Rồi, đấy, thì đơn giản như thế thôi, các bạn có thể biết được cái tốc độ khung hình của máy của các bạn nhá, đặc biệt các bạn dùng máy đời cao, các bạn test cái tính năng này rất là hay. Hy vọng với cách vừa rồi thì các bạn có thể đo được cái tốc độ khung hình ở trên điện thoại iPhone của các bạn một cách đơn giản và cũng gọi là chuẩn nhé. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay, hữu ích thì ủng hộ mình một nút like video. Những bạn nào lần đầu xem kênh của mình và các bạn ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các thông báo từ video mình ra hàng ngày.